cái hội chợ thương mại tổng hợp 2019 về tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Bây giờ mời các bạn tham quan vui chơi mua sắm trong cái hội chợ lần này và cổ vũ cho những người cùng đến xem công ty Phương Lan Kiên Giang cái dòng kính mời và kính mời. Được sự cho phép của sở công thương, sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh Bạc Liêu, được sự chấp thuận của ủy ban nhân dân huyện, thực hiện kỹ thuật số các loại giống cây trồng cho năng suất cao được lai tạo bằng công nghệ sinh học lớn từ trại tình nguyện Thủy Nguyên, huyện Cờ Lắc, tỉnh Bến Tre và nhiều mặt hàng thiếu khác đến từ khắp mọi miền của đất nước. Hàng đêm các chương trình biểu diễn nghệ thuật có các tiết mục tự vân minh bản giả cực sốt ba hai tự xưởng minh bản giả sốt không tưởng luôn chỉ có 39.000 đồng, đồng giá 39.000 đồng, tất cả 39 cái nào cũng 39 một cái, 39.000 một món, 39.000 đồng một sản phẩm, một sản phẩm chỉ có 39.000 đồng. Lâu lâu mới có một kỳ, đâu phải bánh mì mà ngày nào cũng ăn. Nhanh tay gạo lựa, nhanh chân chọn mua cơ chân chơi đồ chơi trẻ 39.000 đồng một sản phẩm. Trân trọng kính mời và kính mời. Từ size của châu Á cho tới size của châu Phi luôn, từ size của người béo phì cho tới siêu mẫu luôn. Gió đưa mà cành trúc mà la đà em đây mà muốn bán thì thiệt thà dễ mua luôn. Cô chú anh chị mình đi chợ đi chơi mà thảnh mà thơi mà đến đây mà lựa mà mua luôn. Chương trình bán hàng thì diễn ra trong vòng 7 ngày, chỉ 7 ngày mà thôi. Cô chú anh chị hãy nhanh tay nhanh chân vì thời gian và số lượng có hạn. Còn nguyên bộ bé trai bé gái có giá ưu đãi đặc biệt 3 bộ 100.000 đồng và 4 bộ cũng chỉ có 100.000 đồng. Còn chờ gì nữa là không nên lựa chọn các con em của chúng ta có một bộ đồ vừa ý nhất. Nhanh tay lựa chọn, nhanh tay lựa chọn để có gian hàng thời trang của chúng tôi. Chúng ta đi xa, chúng ta đi sổ có 25.000 một áo lớn nhỏ đủ màu đủ loại, 100.000 bốn
cô bác ơi. Cảm ơn cô bác đã ủng hộ. Sản phẩm chỉ có 39.000 đồng. Hoa tự nhiên bán hàng trong nước. Công ty tâm lý Tây Phương Nam nay đem ra bán sổ 25.000 đồng. Đủ màu đủ loại. 400.000 đồng. 400.000 đồng. Giá thực tế. Sản phẩm chỉ có 39.000 đồng. Lâu lâu mới có một kỳ. Đâu phải bánh mì mà ngày nào cũng ăn. Nhanh tay gạo lửa, nhanh chân chọn mua cơ chính chị ơi. Đồ chơi trang 39.000 đồng một sản phẩm. Trân trọng kính mời và kính mời. Máy bay quốc tế siêu nhân Hồ Chí Minh vị em gái vị số và rất nhiều sản phẩm khác đồng giá 39, cả 39, cái nào cũng 39, 39.000 đồng một cái. 39.000 đồng một món, 39.000 đồng một sản phẩm. Một sản phẩm chỉ có 39.000 đồng của Lâm Nhiên Công Thẩm và Đoàn. Đây có thể giữ một nhà đồ chơi, ô tô, xe tải, xe ben, xe đậu, xe bê tông, xe chở xăng dầu đồng giá 39.000 đồng. Ô tô cảnh sát, xe tăng, xe lửa, máy bay đồng giá 39.000 đồng. Có thể xin nhân tử sĩ đồng giá 39.000 đồng. Vĩ công cá, vĩ gia đẹp đồng giá
Hội chợ được diễn ra từ ngày 6 tây tháng 4 đến hết ngày. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Huyện Phước Long. Đặc biệt hội chợ không bán vé vào cổng tự do. Hội chợ lần này có trên 80 gian hàng trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày.